Vào những ngày này, người dân thôn Nà Chom, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn lại tất bật cho việc thu hoạch quả hồng không hạt để kịp phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu. Hồng không hạt tại xã Quảng Khê năm nay được mùa, được giá, cây nào cũng chịu chịt quả. Phía trên những cây hồng cao 5 đến 10 mét là những người đàn ông thân hình săn chắc, thoăn thoắt leo lên tận ngọn, túi nải bên hông căng phồng những quả. Cánh rừng khưa phát của thôn Nà Chom cả tuần lễ nay luôn chật ních tiếng nói cười. Cùng với đó là những chuyến xe chở hồng tất bật xuôi đèo về phố. Được biết, cây hồng không hạt là giống cây trồng đã có từ xa xưa ở khu vực Hồ Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Từ năm 1990, quả hồng không hạt nơi đây đã được các tư thương ở nhiều tỉnh thành biết đến, thu mua và trở về xuôi. Nhận thấy cây hồng không hạt cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác, người dân ở xã Quảng Khê đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng hồng. Đến nay, riêng xã Quảng Khê đã có hơn 60 hectare diện tích cây hồng không hạt. Phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương, năm 2018, người dân trồng hồng không hạt tại xã Quảng Khê đã liên kết tham gia thành lập hợp tác xã, thực hiện quy trình trồng chăm sóc cây hồng không hạt theo hướng hữu cơ trên diện tích hơn 22 hectare. Cây hồng không hạt ở xã Quảng Khê đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Việc mở rộng diện tích cây hồng không hạt, lựa chọn cây đầu dòng cũng đã góp phần bảo tồn được giống cây ăn quả quý đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý năm 2010. Tổng diện tích của hợp tác xã thì có tầm khoảng 20 ha, nhưng mà nếu mà cả các hộ liên kết nữa thì phải tầm khoảng hơn 40 ha. Nói chung là hộ nào mà có cái xu hướng mà chăm sóc hồng, có tâm huyết với cái hồng thì mình sẽ liên kết vào bao tiêu. Cái hồng này thì cứ đến mùa là thương lãi họ tìm đến để mà mua thôi. Mình tự ngâm xong mình tự đi giao thì cho Bixi, cho các đầu mối của Bixi thì được cân 43.000. Nói chung là nếu mà mình sau này hồng mình mà chăm sóc tốt và quả nó đều đẹp thì mình có thể là mình sẽ lấy đi được nhiều chỗ để được giá hơn. Huyện hết sức quan tâm đến phát triển cây hồng không hạt. Trong thời gian vừa qua thì người dân cũng quan tâm đến trồng cây trồng này, duy trì bảo tồn phát triển cây hồng không hạt, và sản phẩm của hồng không hạt của địa phương được đánh giá là một trong những sản phẩm khá là nổi tiếng ở tỉnh cũng như là ở ngoài tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có nhiều cái chương trình, kế hoạch để thúc đẩy phát triển cây hồng không hạt địa phương. Đặc biệt là ban chấp hành đảng bộ huyện đã ban hành cả nghị quyết về phát triển một số cây trồng vật nuôi có thế mạnh địa phương, trong đó là tập trung vào cây hồng không hạt. Ngoài việc trồng khai thác quả hồng không hạt, với đặc điểm núi khưa phát có độ cao 5 đến 700 mét so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát lạnh, hợp tác xã Đồng Lợi đã lên ý tưởng cho việc xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm vườn hồng để du khách có những trải nghiệm mới mẻ. Với nỗ lực và sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền địa phương thông qua các nghị quyết, chính sách hỗ trợ người dân trồng hồng không hạt, lãnh đạo huyện Ba Bể kỳ vọng sản phẩm hồng không hạt của huyện sẽ đến được với những thị trường lớn hơn trong thời gian tới, và cây hồng không hạt tại huyện Ba Bể sẽ là cây chủ lực giúp người nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.